như vậy nó mới vô. Ôi chân cứng luôn rồi. Ôi, chân cứng như cái hàng rồi. Thôi cái chân cứng ghê luôn các bạn. Con gà nào đó được. Đỡ là cái đùi đỡ luôn phải không? Đó à, đó lại hại chưa? Hiểu chưa? Rồi được rồi được rồi, đừng sâu quá, đừng sâu quá. Vậy thôi. Cái gì quéo quéo vậy? Rồi ok, hai phần đó. Gym nữ tâm kinh, cực phẩm gymmer, thước tha đầy mạnh mẽ. À, sau một hồi tập luyện với em trên kia thì anh thấy là ở ngoài Hà Nội em tập chắc cũng cà chơi thôi. Chứ chưa có rành lắm. Thì bây giờ anh giới thiệu em những cái bài tập này nó sẽ phù hợp với em hơn và em cảm nhận sẽ tốt hơn, ok rất là nhiều. Đây là cái hệ máy ở chỉ có mình THOL quận 9 của anh nó có thôi. Thế giới thì cũng có được vài chỗ có. Còn Việt Nam thì chắc không ai có đâu ngoài mình anh. Thì mỗi nhà anh có thôi. Ừ, mọi nói chung lại rồi vậy, mỗi nhà anh có thôi. Đây là cái hệ máy PA dùng để đá đùi. Đó, anh tập phần đùi. Rồi bây giờ em vô đây để anh chỉnh máy cho anh tập cho lẹ. Yes sir. Kêu sao làm vậy? Không cần. Không phải vô có đúng kiểu. Ở đây nè. Ở đây là lòn cái chân vô luôn. Đứng vô đây là lòn cái chân vô luôn. À, đó. Đá sao nổi chân? Lòn vô thôi, đừng có đá lên, lòn vô thôi xong rồi ngồi. Đừng có đá lên. Ngồi. Cái gì vậy? Gì cắn vậy? Trời ơi. Ê. Sao ngồi vô cực khổ vậy ta? Tại vì nó cấm chứ. Rồi, chưa được, ngồi đi ha. Ngồi sẽ dựa vô ghế. Thẳng luôn hả? Chưa được, đây nè. Rồi. Anh bỏ cái bàn này ra cho. Rồi, em ngồi dựa làm sao đi? Cái này nó... Gán chịu đi, đang quay phim mà. Hết cỡ rồi ta. Rồi, à, xong. Để hai chân vô rồi đá thẳng lên. Để rộng hay là để? Để vậy được rồi, đứng. Để vừa vừa thôi, rồi đá lên. Không có chỗ cầm. Cầm như thế nè. Rồi đá lên đi. Nặng rồi nói không? Nặng quá hả? Trời trời. Bánh bèo hết sức luôn trời ơi. Chưa, mới vô, chưa có vô, Hãy vô. Ok. Máy xịn, để từ từ thưởng thức. Rồi đá đi. Rồi đúng chưa? Đúng rồi. Đá thẳng lên luôn, đá thẳng chân lên luôn. Ờ, à, đó, rồi xuống. Đá lên, thở ra nha. Thở ra nè. Xuống hết cỡ không? Hết cỡ luôn, nhìn vô tả kế bên nó gần chạm kìa. Rồi được rồi đó. Đá thẳng ra, thở. Đó, rồi. Đó, đá nữa đi. Ok. Đó. Ok. Đó. Ok. Rồi, đá đi. Mở nghỉ. Ba thằng nữa không? Ok. Rồi, ok. Rồi, ok. Rồi, ok. Rồi, được. Rồi, thả vô. Xong rồi bước ra. Đúng rồi đó. Sao, mỗi chân mỗi cẳng không? Nè, đi vô vậy thôi. Nè, người ta vô ta ngồi bình thường, em ngồi khỉ gì kinh vậy trời. Không hiểu nãy, không hiểu mà sao bạn đó có thể vô ngồi tôi thế mà không ai có thể xấu bằng. Nè, dựa ghế cho nó xa xa đó nè chị. Đó không? Đó. Thấy không? Nè, ghế này không? Nè, mình kéo cần lên xong mình dùng cái lực á, mình đẩy ra xa xa một tí. Nó cho nó ngồi nó vừa bạn, thấy không? Rồi. Em chỉnh cho anh thêm đống tạ đi. Nhiều cũng chơi được hết đó. Được, ống rồi. Vậy thôi. Ừ. Ok, rồi, thấy không? Thấy không? Tao đá, tao có thần thái đàng hoàng. Thẳng chân này không mới đã nữa không? Này cái ghế nữa chạy chạy phê lắm. Đó, thẳng lên. Thấy không? Cho anh khỏe chứ rồi chơi. À, không phải chân anh khỏe mà do em quá yếu thôi. Đúng rồi đâu. Đó, lại second again. Đó, thấy số 5 chưa? Đó, vô làm ngon lành thôi. Máy này máy xịn đó. Trăm hơn 100 triệu một cái đó. Thôi đừng chỉnh nữa, ngồi vừa chưa? Em ngồi thấy thoải mái chưa? Đó. Đâu phải lúc nào cũng chỉnh đâu, chứ nào nó không phù hợp thì mới chỉnh chứ. Đó ha. Rồi đó đi. Đó. Đó đi. Rồi. Chân nè, đó. Cái này nè. Được hiểu không? Nó là phải về nè, đó. Ôi, như thế này thì nặng quá. Từ từ, rồi, đó. Vậy nó mới gồng chân lên, nó mới vô. Như vậy nó mới vô. Ôi, chân cứng luôn rồi. Chân cứng như cái hàng rồi. Thôi, cái chân cứng ghê luôn các bạn. Con gà nào đá được. Gà nào đá được. Đó. À.
là đã chết bỏ. Đọc bài luôn đi, đọc bài luôn đi, khi nào mệt nghỉ. À. 8, 9 cái, 10 cái rồi. Chạy hả? Đâu quá rồi. Đâu. Rồi, ok. Đó, cái bài này nè, không? Đâu gọng lên, coi có lưng không? Đường, gọng gọng gì, gọng gì. Trời ghê, ghê, ghê. Nói, ô mai wa mou shindeiru. Gì vậy, gì vậy? Đây, 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 ok, vô đây. Này. Tập ra cái máy này, tập vô phần này nè. Cảm nhận nha. Mới tập không à. Rồi, ok. Này cái này nha. Ok, cái này nữa. Cái gì quéo quéo vậy? Rồi, ok, hai phần đó. Rồi, vô ngồi nhớ. Chưa, từ từ. Thấy hơi dướng dướng, chỉnh cái ghế này còn cao lên tí. Này, nè. Không, em hơi bị ngắn rồi đó. Thì nè nó. Ừ. Rồi, chưa. Lóc rồi lại nữa. Nè, lóc cái này lại nè, kéo ra. Lóc cái này, lóc cái chân lại. Rồi. Nó phải khít cái chân của mình hả? Ừ. Chưa, nó chưa đổ chưa? Rồi. Chưa. Ok, rồi. Rồi, cầm hai cây đó đúng rồi đó. Chưa, đâu. Chưa đúng chưa? Con. Đúng nhỏ, gì? Nhỏ, lớn. Vậy được mà. Hả? Ờ, rồi. Em mạnh chưa hả? Móc mạnh vô đây, móc vô. 1, 2, 3, móc mạnh vô. Đó. À, được chưa? Ok, được. Rồi, thả ra tới đây nè. Rồi, dứt vô. Từ. Đó, cứng đúng rồi đó, chính xác. Ok. Ừ. Thấy cái mông cứng không? Cứng luôn. Ừ, gắn cộng cái mông vô. Đó, lợi hại chưa? Điện chưa? Quá xịn luôn. Cũng đời em chưa giờ tập máy xịn gì đâu. Sao được? Không làm gì có, không mình ăn chỗ có thôi. Đó. Thôi chưa? Hơi lố nhiều quá. Ừ, chút lên tạ nữa. Ui, lần này chơi lớn đi. Thêm cục chứ mấy. Chơi lớn hả? Chơi lớn. Rồi vô. 6 cục lần đó. Chút ra. Kéo nổi đâu. Nè, em cứ kéo bình thường thôi nè, kéo. Đó. Nè. Không. Rồi, thả vô. Ok. Cầm cây. Không nói hả? Ừ. Đó, gắn đi. Đúng rồi. Ok. 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 Đã quá má ơi. Đã quá má ơi hả? Rồi xong ra ngoài nghỉ đổi máy luôn. A few moments later. Rồi, chỉnh cái này rồi. Ui giời, vàng cái đồ yêu này. Rồi, xong cầm hai cây dưới. Đạp thẳng ra. Đẩy ra thôi đúng không? Đúng rồi. Đạp ra này. Ok, tới đây thôi. Rồi, tiếp tục. Rồi, cứ đạp vào thôi. Đó. Đúng rồi, đó. Gồng cái chân lại, đạp thôi. Ok. Giống như chơi đồ chơi con nít vậy đó. Cái này xong đùi bao đẹp luôn hả? Ừ. Cái đùi của em lên thêm miếng cơ nữa nó là ngon. Nãy quỳ dưỡng kia xíu đùi gối thâm chân mẹ. Wow. Ok. Thấy không? Ê, đã luôn. Trời sướng quá à. Thấy không? Cái này đạp 20 cái em đạp được đúng không? Rồi đạp 20 cái đi. Em đếm đi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kỷ niệm anh cái. Ok. Rồi, máy này giờ em vô đây. Em đặt cái mông ở vị trí này nè. Cứ vô đi ngồi từ từ chỉnh. Có chừng trúng cái cây. Rồi, ok. Xong rồi á. Cái chân đạp để ở đây đi. Chân để ở đây, đưa cái mông xích xuống đây. Rồi, cứ đưa chân lên đi. Đạp chân lên trên. Ừ, xong rồi lùi lần tí nữa. Đó, để cho cái vai nó vô đây. Ok. Rồi, nằm bình thường thôi, Cứ nằm xuống luôn. Cứ đổ lọt vô đây mà. Ok. Bị đè cái này. Đè gì? Đè cái đè, đè đau lắm không? Không đau nhưng mà thôi kệ đi. Rồi, nghe được đúng không? Chưa. Đó, xích qua. Xích qua. Dạ. Rồi, không banh chân nhưng mà vừa thôi. Ừ, để vừa thôi chứ ai banh tràn ra những ghê vậy. Rồi, nặng lắm á. Làm nó rồi từ từ chỉnh tạ.
Cái này là cầm cầm ở đâu? Cầm ở đây hả? Cầm trên đây, đúng rồi, cầm trên đó. Trời, như bà đẻ vậy má ơi. Đúng rồi, nó công tác bà đẻ mà. Rồi. Thế khi nào sắp đẻ phải tập được bài này quá ha. À. Trời, mấy thầy xịn trò quá ha. Rồi, đạp lên, đạp lên. Đạp lên, nói không? Đó, đúng rồi đó, vô. Đó, cảm nhận được chưa? Tập rồi. Chân á. Ok. Đó ha. Đếm đi, 20 cái. Ừ. 1 2 3 Không, em bình thường cứ khuyến mại người ta một cái. Rồi. Ồ. Rồi bây giờ này còn chỉnh một kiểu nữa. Hả? Nãy là nằm ngửa, à nằm đó. Hết mình. Ừ. Còn bây giờ là nằm giả vờ đúng không? Ờ, em ngồi vô để chân phía dưới. Có khó khăn gì không? Khó khăn gì không? Để trên đây đúng không? Ờ. Khó quá đúng không? Nó đang bị khó quá thì chỉnh phải chỉnh thêm này nữa nè. Cái ghế thôi. Nó phải chỉnh thêm này nữa. Cầm này kéo lên rồi ngã đẩy ra sao. Ơ tôi vừa vừa thôi. Rồi, okay. Tí thôi đó, cho nó thoải mái một tí thôi à. Là cho nó vừa chân hả? Ờ, rồi đạp ra thôi. Kiểu này bình thường, kiểu này dễ tập hơn kiểu kia. Đó. Bài này dễ hơn nè. Thì dễ hơn. Bài level thấp, bài kia level cao. Vô sâu sâu một xíu cho tạ nó gần chạm vô luôn em. Đó, rồi đạp ra. Dễ mà. Dễ mà vô đùi ghê luôn. Việc nhẹ lương cao. Việc nhẹ lương cao. Tiền thì chả thấy đâu. Thôi được rồi đó, nghỉ bye bye mọi người đi. Rồi, cảm ơn các bye bạn theo dõi video nha. Cảm ơn mọi người, hôm nay tập cực đã luôn. Ừ. Máy xịn. Chưa nói hết xong mà. Thôi được, đau. Thôi cảm ơn các bạn nha. Cái này bye bye mọi người. Tôi dạy mua đồ, tôi mệt quá. Mệt quá. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.